Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thảo dã chi dương, khổ trước sướng sau, càng già càng giàu có. Từ năm 44 tuổi tới 48 tuổi, tiền vàng ngập két, giàu có, ai ai cũng kính nể. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Quý Phát Tài ngày hôm nay. Đoán xem số mạng tuổi Mùi, mạng hỏa là lửa chơi vơi trên trời, thuận sinh sung sướng biết bao, xuân hạ sinh đặng như cua gãy càng, thu đông cực khổ lỗi thay, dù giàu cũng khổ tảo tần lo âu, tình duyên lỡ dở buổi đầu, phải duyên chấp nối mới mong sắt cầm, vợ chồng gặp gỡ xứ xa, khác làng khác xã mới là ăn thân, số người thân cận người sang, trên thì yêu mến, dưới hay thương tình. Tuổi trẻ khó đặng yên thân, trở về hậu vận, phước lai, thanh nhàn. Vâng, kính thưa quý vị, tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực túng thiếu. Nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những tháng ngày tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, số mệnh đắc tài, đắc phú. Số này định rằng khi còn trẻ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, túng thiếu đủ đường. Nhưng bắt đầu từ năm 44 tuổi trở đi thì cuộc sống của họ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, họ sẽ được cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy vận trình cuộc đời của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 diễn ra như thế nào trong 5 năm tới? Để biết được diễn biến cuộc đời ra sao thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết dưới đây. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thảo dã chi dương, khổ trước sướng sau, càng già càng giàu có. Từ năm 44 tuổi đến 48 tuổi, tiền vàng ngập két, giàu có ai cũng kính nể. Số 1. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách là một Kỷ Mùi nhạy bén, kiêu ngạo, nhưng trắc ẩn, nghị lực và can trường. Số 2. Tổng quan cuộc đời đầy đủ, các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo, đặc biệt là diễn biến tử vi vận mệnh trọn đời theo ngày sinh, tháng sinh. Số 3. Vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, diễn biến qua từng năm tuổi, từ năm 44 tuổi đến năm 48 tuổi. Số 4. Tương hợp, tương khắc và nguyên lý phong thủy của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Người tuổi Kỷ Mùi được tử vi tinh chiếu mạng, vì thế mà vận mệnh cuộc đời vô cùng tốt đẹp. Người này gặp rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, vượt qua mọi khó khăn. Người sinh năm Mùi tính tình khá hiền hòa, hiếu nghĩa, đủ đầy. Họ lanh lợi hoạt bát, có óc thẩm mỹ cao, có năng khiếu về nghệ thuật. Bề ngoài nhẹ nhàng nhưng họ có đầu óc tư duy, suy nghĩ thâm trầm. Người này thích yên tĩnh, tâm hướng thiện, có niềm đam mê về tôn giáo, vẫn tài lộc. Tuy rằng không đại phú đại quý, nhưng về cơ bản khá bình ổn, đủ ăn, đủ mặc. Họ là những người có nghị lực, dám tay trắng gây dựng sự nghiệp, song cần đặc biệt chú ý về chi tiêu, nên học cách khống chế, kiểm soát nhu cầu của cá nhân. Ưu điểm của người tuổi Kỷ Mùi nằm ở chỗ họ luôn suy nghĩ chu toàn và sắp xếp công việc ổn thỏa. Tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao. Tính cách lại hiền hòa nên họ được lòng nhiều người, bạn bè khắp bốn phương. Sự cẩn trọng của họ đem lại cho người khác cảm giác an toàn và có thể tin cậy được. Họ yêu thích công việc
và luôn dồn hết tâm sức phấn đấu cho mục tiêu đã định. Tuy nhiên, do suy nghĩ quá nhiều nên người này thường ôm đồm vào mình nhiều việc, cũng phát triển theo nhiều lĩnh vực giống như hình ảnh con vật đại diện. Những người tuổi Kỷ Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ thân thiện với tất cả mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm, đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Kỷ Mùi dễ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Kỷ Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi không đủ mạnh mẽ chống chọi với khó khăn thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi, sự đa sầu đa cảm khiến cho người tuổi Kỷ Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do tự tại, thoải mái làm những điều mình thích và không bị giới hạn điều gì. Bản chất người tuổi Kỷ Mùi khá ương bướng. Những gì họ không thích làm thì không ai có thể ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người tuổi Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tuổi Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp. Vì vậy, nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ được. Thậm chí, tuổi Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, người tuổi Kỷ Mùi được người khác kính vọng và ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung. Tuổi Kỷ Mùi không thích là người dẫn đầu, cũng không thích lãnh đạo ai cả. Không phải họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tuổi Kỷ Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Tuổi Kỷ Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu của cha mẹ. Càng lớn, những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai cả. Đi tới đâu, có bạn có người yêu quý tới đó. Có đôi lúc, sự nhiệt tình, tốt bụng của tuổi Kỷ Mùi bị lợi dụng mà họ không hề hay biết. Người tuổi Kỷ Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông thì người tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp phải nhiều khó khăn, nhưng tuổi Kỷ Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của người xung quanh. Người tuổi Kỷ Mùi sẽ tìm được sự hào hứng hiệu quả hơn trong tập thể bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của mình cho người khác. Thế nhưng, những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Kỷ Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không được hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Kỷ Mùi, thay vì đấu khẩu chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm đó một cách thật chăm chú. Nếu không muốn tuổi Kỷ Mùi bỏ đi, bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống, tình cảm của họ. Bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Kỷ Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống. Họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Kỷ Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc.
Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong gia đình, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Người tuổi Kỷ Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch tới những vùng đất mới mẻ yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu, đa cảm nhiều lúc khiến tuổi Kỷ Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai, tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm tới những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Kỷ Mùi. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi là con người của gia đình. Họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình tới những người thân trong nhà, đảm đang, tháo phát và khích lệ giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo đó là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Kỷ Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân gia đình. Họ thích làm đẹp, sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình. Đứng giữa đám đông, phụ nữ tuổi Kỷ Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Đó là lý do tại sao người này luôn có nhiều anh chàng theo đuổi tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Kỷ Mùi có đời sống nội tâm phong phú lãng mạn, nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem tới niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Người tuổi Kỷ Mùi biết phát huy ưu điểm của mình và khắc phục nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Kỷ Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động, cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, người tuổi Kỷ Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép người tuổi Kỷ Mùi từ chối bất kỳ một ai, bởi bản tính lương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và ít khi thấy người tuổi này rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm tới sức khỏe. Với những người tuổi Dê, hầu hết công việc đều chăm sóc chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu sáng tạo, song cũng có tâm lớn. Phần lớn phụ nữ tuổi Kỷ Mùi có tính nết ngoan ngoãn, dịu hiền, thích sống lương thiện, thành thực, có lòng chính nghĩa và có sự đồng cảm, thích đi du lịch đó đây, đặc biệt là phong cảnh sơn thủy hữu tình rất hấp dẫn họ. Người tuổi Kỷ Mùi đa phần có phong cách nho nhã, thích hài hòa với hoàn cảnh, có lòng khát khao gia nhập các tập thể. Số đông có nội tâm kiên định, khẳng khái và tràn ngập một tình yêu sâu sắc đối với những gì bản thân hứng thú. Người tuổi Kỷ Mùi tính tình ôn hòa nhưng tư tưởng lại khá bảo thủ, lối suy nghĩ kém phần mới mẻ. Tuy nhiên, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy, người tuổi Kỷ Mùi nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để sự nghiệp thành công? Nhìn chung, người tuổi Kỷ Mùi không gặp phải khó khăn lắm về kinh tế. Tuy nhiên, họ chỉ có thể sống ổn định đủ ăn, chứ không trở thành những người giàu có bạc tỷ. Với tính cách của mình, nếu người tuổi Kỷ Mùi biết chuyên tâm vào công việc thì cũng có thể tay không phất lên. Nếu biết tận dụng triệt để những thế mạnh thì tự khắc sẽ thu được thành tựu đáng kể. Công việc phù hợp nhất dành cho người tuổi Kỷ Mùi là những công việc đòi hỏi phải suy ngẫm tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính tích cực, lạc quan. Nghề nghiệp thích hợp dành cho họ là nghệ thuật, viết văn, nhân viên quảng cáo, nhà triết học, vũ sư, nghệ sĩ biểu diễn. Trong kinh doanh, người tuổi Kỷ Mùi thiếu ý tưởng độc lập, vì vậy nếu tìm được người cùng hợp tác thì có thể làm ít công to như cá gặp nước, có thể phát huy được năng lực kinh doanh, gặt hái được nhiều thành công. Tổng quan cuộc đời, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tử vi trọn đời của tuổi Kỷ Mùi thường dùng chút thông minh vặt để bù đắp cho mặt yếu nhược của mình. Họ thường dựa vào những thủ đoạn không quang minh chính đại để đạt được điều mình muốn.
Người này sinh thời dịu dàng, nhu thuận, biết đủ, vẻ bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại cứng cỏi. Họ mang trong mình sức sống mãnh liệt, tuy nhiên tinh thần có xu hướng nhu nhược, bi quan. Họ không giỏi trong việc xử lý khó khăn hoặc đối diện đả kích. Người sinh năm con dê thiện chiến trong chiến thuật dày vò người khác, nên bạn không thể đánh giá thấp họ, bằng không sẽ để bại dưới tay họ đó. Tuy vậy, họ cũng là những người sống chân thành, có thái độ bình tĩnh trước mọi việc. Trong công việc, người tuổi Kỷ Mùi rất chăm chỉ, nỗ lực, chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Họ có sự nhẫn nại vô biên, không khuất phục trước khó khăn, chỉ biết cúi đầu mà bước tiếp. Người tuổi Kỷ Mùi có số mạng cực tốt, thường được người khác dâng tiền tới trước mặt, và dù có là người cực nghèo thì họ cũng được sự hỗ trợ từ cha mẹ tổ tiên, có điểm được quý nhân, có tiền có quyền che chở giúp đỡ. Họ gặp được việc gì khiến họ nổi hứng thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nhu cầu của mình. Còn nếu họ không thích thì dù có bao nhiêu thúc giục cũng không khiến cho họ động tay. Nhìn chung cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi chậm rãi mà cũng có sự lên xuống. Thường phải cuối đời họ mới có được thành công như mong muốn. Nếu có được người ưu tú đưa đường chỉ lối thì tuổi trẻ sớm sẽ xuất đầu lộ diện. Hay nói cách khác thì thời trẻ nếu muốn thành công phải có chỗ dựa lớn. Tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Mùi nam mạng dù có 10 điểm nhưng vẫn không toàn vẹn, bởi con người bạn không thực sự hoàn mỹ như những gì mà bạn nghĩ. Nam mạng tuổi Kỷ Mùi cẩn thận chu đáo, đối với phụ nữ rất biết cách lấy lòng chăm sóc. Họ thông minh và cá tính nên nghề nghiệp sẽ có chút danh tiếng. Nhưng dù vậy thì vì bản thân nhát gan nên hay bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời. Chàng trai tuổi Kỷ Mùi cũng có chút đa tình, đời sống tình cảm nhiều sóng gió. Đây cũng là điểm hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của họ. Người tuổi Kỷ Mùi còn có sự bất ổn về cảm xúc. Trong quan hệ tam giác thì thường bị đứng ở chỗ bị động. Cần có sự trợ lực từ người khác thì mới thoát được tâm lý u uất. Tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Mùi nữ mạng khi vừa sinh ra đã nhìn nhận là kiếp nữ nhân, tề gia nội trợ điển hình. Họ có chuyện lấy chồng như là ý nguyện phấn đấu trong cuộc đời mình. Cho nên con đường tình cảm của nữ nhân tuổi này khá khấp khểnh, một mặt vì họ có nhiều suy nghĩ phiến diện về thế tục, mặt khác vì tâm lý hay biến động nên họ thường có những hành động hồ đồ. Nhiều nữ nhân tuổi Kỷ Mùi khi vừa sinh ra đã xinh đẹp mỹ miều nên thường bị coi là hồng nhan họa thỉ. Họ tự coi mình như là yêu ma quỷ quái, hãm hại thế giới này. Kỳ thực đây chỉ là định kiến và suy nghĩ sai lầm của chính họ mà thôi. Cụ thể tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Mùi. Mặt tài lộc không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ nào quá lớn về tiền bạc. Khi còn trẻ, họ đã có thể sống một cuộc sống khá sung túc đủ đầy. Sau người này lại có một nhược điểm chính xác hơn là thích mua những đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng, rộng rãi với bạn bè nên tiền kiếm được tiêu cũng rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú đại quý, song cuộc sống vẫn nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về mặt tài chính. Không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng, làm nên thành công, gây dựng cơ đồ. Lời khuyên tài chính đầu tư luôn có rủi ro, hãy có chiến lược và sự chuẩn bị tốt. Người tuổi Kỷ Mùi thường nóng vội, muốn nhìn thấy thành quả mà không xảy ra sơ suất. Tốt nhất là bạn nên học cách tiết kiệm, biết dự trù cho những kế hoạch của mình. Có như vậy thì việc kinh doanh mới đạt hiệu quả cao. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Kỷ Mùi, đó chính là tuổi Mão và tuổi Hợi. Đây là những vị quý nhân đem về may mắn tiền tài cho bạn. Tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Mùi, sự nghiệp tính tình khiêm nhường, cẩn trọng, đầu óc suy nghĩ minh mẫn, khả năng phân tích vấn đề tốt, rất biết phân biệt chuyện đúng sai. Họ có thể thoải mái đáp ứng yêu cầu của bất cứ công việc nào. Đây là người bẩm sinh đã có thiên hướng nghệ thuật, có óc sáng tạo và thẩm mỹ rất cao, cũng có tài năng thiên phú về lĩnh vực y tế và hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng. Họ không thích cô đơn, ghét phải ở một mình. Tuổi Kỷ Mùi nên đeo ngọc bội, hất rượu thạch để gia tăng vận khí cầu may mắn. Ngoài ra, tuổi Kỷ Mùi có tam hợp quý nhân là Mão và Hợi, lục hợp quý nhân là Ngọ.
Trong cuộc sống và công việc, người tuổi Kỷ Mùi nên giao du kết bạn cùng với những con giáp này. Họ chính là những quý nhân sẽ trợ giúp bạn trên con đường sự nghiệp và tình duyên, có thể đem lại nhiều tài lộc, phú quý và phúc lợi. Tử vi trọn đời người tuổi Kỷ Mùi về mặt tình cảm nam mạng rất thành thực và lãng mạn. Họ luôn chăm sóc chu đáo và dịu dàng cho người mình yêu, cũng nguyện hy sinh bản thân để người ấy được hưởng hạnh phúc. Trong gia đình, họ là những người chồng ân cần, cũng là những người cha dịu dàng và đầy trách nhiệm. Nữ mạng tuổi Kỷ Mùi tuy rất quan tâm chăm sóc người yêu, song lại có yêu cầu quá khắt khe với đối phương. Bên ngoài mềm yếu, dịu dàng, nhưng họ lại luôn suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên không có đủ dũng khí đối diện với thực tế. Phụ nữ tuổi này là những bà nội trợ kiểu mẫu, biết yêu chồng chăm con, thu vén cho gia đình. Trong tử vi Mùi và Ngọ tạo nên một góc lục hợp, do đó họ được gọi là lục hợp quý nhân của tuổi Mùi. Tuổi Kỷ Mùi nên tìm đối tượng kết hôn, cầm tình con ngựa để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Kỷ Mùi là tuổi Tý. Kết bạn với người tuổi Tý, vận đào hoa của những chú dê sẽ nở rộ trong chuyện tình cảm. Phương vị may mắn của tuổi Mùi là phương Bắc. Hãy đặt vật cát của đào hoa quý nhân tại phương hướng này để giúp đem lại may mắn trong chuyện tình cảm. Tử vi trọn đời, tuổi Kỷ Mùi, mặt sức khỏe. Thuộc thổ mà hành thổ đại diện cho tỳ vị, nên người của mình sẽ gặp vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng, phủ thủng. Đặc biệt người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều, nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Ngoài ra, vật độ mệnh của tuổi Kỷ Mùi là Đại Nhật Như Lai. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được Phật che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật đau ốm. Và bây giờ là vận trình vận mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng là người thông minh, năng động, suy nghĩ chín chắn, cẩn trọng nhưng lại thiếu quyết đoán. Có số ít của nhưng sự nghiệp tiến tới, công việc danh giá, gia đình hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên trong đời không tránh khỏi chuyện thị phi, cần đề phòng những sự cố bình thường có thể xảy ra. Sinh tháng 2. Sinh vào tháng này, người tuổi Kỷ Mùi thường có tính ôn hòa, cư xử đúng mực, tấm lòng cao thượng, nghĩa hiệp. Họ thường có số tốt đẹp, mọi việc trôi chảy, sự nghiệp thành công, danh tiếng lẫy lừng, được hưởng phú quý và cuộc sống bình yên. Sinh tháng 3, tiết thanh minh thường sinh ra những người tuổi Kỷ Mùi thông minh, xuất chúng, cao thượng, thẳng thắn, được nhiều người ngưỡng mộ, có số hưởng phúc lộc, dồi dào, gây dựng nghiệp lớn. Sinh tháng 4, sinh vào tháng này thường là người có hiểu biết, ý chí kiên cường, khó khăn thử thách nào cũng có thể vượt qua. Tuy phúc lộc tới muộn và có gặp tai họa, nhưng nhìn chung cũng đã có số sung túc, con cháu thành đạt. Sinh tháng 5, người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tiết Mang chủng thì thường có ý chí kiên cường, ứng khẩu thành văn, có tài lãnh đạo. Họ có số mệnh tốt, quyền cao chức trọng, nổi danh khắp nơi, mọi việc như ý. Ngoài ra họ còn sống rất có tâm nên được mọi người kính nể, mến mộ. Sinh tháng 6, số tài trí hơn người, nho nhã, nhiệt tình, trung thành, chính trực, trọng chữ tín. Sinh tháng này được phúc lộc trời ban, mọi việc thuận lợi, được mọi người ngưỡng mộ. Sinh tháng 7, người tuổi Kỷ Mùi sinh tiết Lập Thu thì thường có trí tuệ thông thái, ý chí kiên cường, bất khuất, số hưởng phúc trời ban, mọi việc như ý, gây sự nghiệp lớn, hưng thịnh, bền vững. Sinh tháng 8 là người có học vấn, chức vụ cao, tự lập, tấm lòng chân chính nên không sợ tiểu nhân quấy phá. Sự nghiệp tuy rằng có lúc gặp rắc rối nhưng vẫn trụ vững và phát triển thuận lợi. Sinh tháng 9, sinh vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Kỷ Mùi thường phải trải qua gian nan lập nghiệp mới có được thành công, nên để đề phòng bệnh tật và miệng lưỡi tiểu nhân thì cuộc sống sẽ được bình yên, vui vẻ. Sinh tháng 10, người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tiết Lập Đông là người có tài vì nghệ thuật khoa học. Tuy rằng cuộc sống không giàu sang nhưng vận mệnh tốt, đường thăng quan tiến chức rộng mở, nhiều bạn hữu, một đời may mắn yên vui. Sinh tháng 11, ngày sinh rơi vào tiết Đại Tuyết,
Số này tuy được lộc trời ban, nhưng cuộc đời gặp nhiều khó khăn, mưu sự khó thành, trung niên hưng thịnh phát đạt. Sinh tháng 12, sinh vào tiết tiểu hàn, tứ phía băng phù nên cuộc sống gặp nhiều trở ngại, số tự thân lập nghiệp không được trợ giúp, người này phải kiên trì và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp thì cuối đời mới được hưởng phúc. Xem bói ngày sinh đại cát của người tuổi Kỷ Mùi có tác dụng dự đoán vận trình tốt xấu. Ngày sinh là một trong những yếu tố quan trọng có sự ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Vì vậy mà xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát của người tuổi Kỷ Mùi thật sự là thông tin thú vị cần thiết mà bản mệnh nên tìm hiểu. Trong khuôn khổ video này, kênh Phú Quý Phát Tài xin đưa ra dự đoán hung cát để từ đó thành cơ sở luận số mệnh. Người tuổi Kỷ Mùi sinh ngày mùng 7, tính cách ôn hòa, khoan dung, nhân duyên tốt. Con đường xã giao cũng rất thoải mái, tốt đẹp, gia phận hài hòa, một đời an lạc. Đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần lo nghĩ cái ăn cái mặc. Người tuổi Kỷ Mùi sinh ngày 12, có chí khí, có tài năng, là người mang bệnh lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Từ trung niên, bắt đầu phát vận, thăng chức tăng lương, gia nghiệp hưng vượng, đạt tới đỉnh cao danh vọng. Người tuổi Kỷ Mùi sinh ngày 13, có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tích xuất sắc, một đời vinh quang. Nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cường nhân. Người tuổi Kỷ Mùi sinh ngày 14, có thể hưởng phúc của ông bà tổ tiên và thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, nhanh chóng thành công. Người tuổi Kỷ Mùi sinh ngày 28, tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, làm việc quả quyết, cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập tự chủ một mình gây dựng cơ đồ. Con người không ngại khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên, can trường, dũng cảm. Sinh ngày 29, một đời hưng vượng, gia đạo dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu dần dần trở thành đại phú hào. Sinh ngày 30, có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản, theo đuổi tài lợi, chấn hương cơ nghiệp của gia đình và chèo chống cả gia tộc. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 44 tới năm 48 tuổi. Người tuổi Kỷ Mùi là những người khéo léo trong giao tiếp và có khả năng trong việc thuyết phục mọi người. Những người tuổi này tính tình thẳng thắn, hài hòa, cởi mở với người xung quanh. Người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa thường sống nội tâm, ít khi chia sẻ những bí mật của bản thân cho người khác biết, đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Khi lập gia đình, dù là đàn ông hay phụ nữ, những người sinh năm 1979 luôn hết mực quan tâm, chăm sóc gia đình mình. Có thể thấy người tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa rất bận với công việc, nhưng những người cầm tinh con dê luôn dành nhiều thời gian để vun đắp và xây dựng mái ấm hạnh phúc. Vào năm 44 tuổi, tức năm Quý Mão 2023, có thể thấy rằng năm 2023 mở ra không ít cơ hội dành cho bản mệnh. Song bên cạnh đó, bạn cũng không tránh khỏi những khó khăn. Điều bạn cần làm lúc này là cố gắng hết sức tránh đưa ra những quyết định vội vàng, đồng thời luôn cân nhắc lời khuyên của người khác. Trong lĩnh vực tình cảm vợ chồng, khó tránh khỏi lục đục. Song nếu cư xử khéo léo thì việc gì cũng có thể giải quyết. Về công việc, đây là thời điểm bạn nhận được khá nhiều sự trợ giúp đến từ quý nhân. Song đừng vì thế mà trở nên phụ thuộc. Bắt tay làm gì đi nữa, bạn cũng cần dựa vào chính sức lực của mình là chính. Về tiền bạc, phương diện tiền bạc có những khởi sắc nhất định trong năm này. Bạn được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội làm ăn triển vọng. Tuy nhiên thì làm gì, bạn cũng cần biết điểm dừng, chớ tham lam hoặc cố gắng quá sức mà phải trả giá. Về tình duyên gia đạo, trên thực tế thì chuyện tình cảm của bản mệnh không quá bằng phẳng. Bản mệnh cần hạ cái tôi của mình xuống để hạn chế tranh cãi với nửa kia. Người độc thân thì cần mở lòng hơn, đừng nên giữ những mặc cảm trong lòng. Về sức khỏe trong năm 2023, có những thời điểm sức khỏe suy giảm. Bản mệnh không nên cố gắng quá sức mà lờ đi những dấu hiệu cảnh báo kịp thời trước khi bệnh trở nặng.
Vào năm 45 tuổi, tức năm Giáp Thìn 2024, trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, bản mệnh gặp phải nhiều cản trở, có kẻ ngấm ngầm hãm hại, gây tổn hại tới danh tiếng và tiền bạc. Vì thế mà bạn cần phải cẩn thận khi kết giao. Cuộc sống gia đình cũng có nhiều mâu thuẫn, nảy sinh, năm mệnh cần bình tĩnh và học cách lắng nghe nửa kia của mình nhiều hơn. Về công việc, năm 2024, bạn hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chớ nóng nảy, kẻo vướng thị phi, tranh chấp. Hãy cẩn thận trong việc kết giao, tránh xa bạn bè xấu. Về tiền bạc không quá dư dả trong năm này. Vì thế mà bạn cần phải chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Việc đầu tư cũng cần thận trọng, được tới đâu chắc tới đó, chớ chạy theo xu hướng thị trường. Về tình duyên gia đạo, quan hệ vợ chồng bất ổn là dấu hiệu cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến các vấn đề còn tồn tại trong nhà. Hãy dẹp bỏ cái tôi cá nhân của mình xuống và học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Về sức khỏe, dù vẫn còn khá trẻ tuổi, bản mệnh cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Đặc biệt, nếu có việc cần đi xa thì cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi. Vào năm 46 tuổi, tức năm Ất Tỵ 2025, về cơ bản thì phần khí của nam mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2025 khá suôn sẻ. Tuy vẫn có thể đối mặt những thách thức nhất định, nhưng vấn đề không quá lớn. Chỉ cần nỗ lực và kiên trì, chắc chắn sẽ đạt được những gì mình muốn. Về công việc, tuổi này không phạm xung trong năm 2025, nên kế hoạch công việc diễn ra bình ổn, ít trục trặc. Tuy vậy, đây là một năm bình hòa với bạn, chưa có nhiều khởi sắc rực rỡ, vẫn cần phải chủ động cố gắng nhiều hơn. Nhưng dù sao, đó cũng là tín hiệu khả quan đối với bạn, nên hãy quyết tâm đi theo con đường mà mình đã chọn. Về mặt tiền bạc, tài chính, có nhiều dấu hiệu khởi sắc, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nếu hài lòng với mức thu nhập này, bạn chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống. Kinh doanh buôn bán dễ có lộc, nhưng chớ nên tham lam mà liều lĩnh đâm đầu mù quáng. Về phương diện gia đạo, không gặp vấn đề gì quá lớn, đôi khi có xung đột giữa các thành viên nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Về sức khỏe, tuổi này có dấu hiệu giảm sút, tình trạng không được sung sức nữa nên dành thời gian chăm sóc bản thân, xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để giúp đẩy lùi bệnh tật. Vào năm 47 tuổi, tức năm Bính Ngọ, năm 2026, đường số có nhiều vấn đề, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Trong năm này, Kỷ Mùi sinh năm 1979, khó khăn, áp lực gia tăng. Nếu đã không tránh được thì bạn nên chăm chỉ tìm cách khắc phục, dựa vào chính sức mình thì không phải là không có khả năng xoay chuyển tình thế. Ngoài ra cũng cần phải lưu ý tình trạng bệnh tật hoặc ốm đau khó tránh trong năm. Về công việc tuổi này, trong năm Kỷ Mùi không quá suôn sẻ, khởi sự khá khó khăn. Bản mệnh cần phải tự thân lo liệu là chủ yếu, không dựa dẫm hay nhờ vả được ai cả. Tuy nhiên, hãy cứ tự tin vào năng lực cùng với những kinh nghiệm của mình, làm mọi thứ một cách thật cẩn thận và tuần tự. Không phải không có cơ hội cho bạn trở mình. Đặc biệt, để hạn chế những rắc rối không đáng có, đương số nên cố gắng giữ gìn các mối quan hệ xã giao, đừng chủ động gây hấn với người khác mà rơi vào họa thị phi. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, giải quyết khúc mắc trong hòa bình. Về tiền bạc, công việc ảm đạm phần nào sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của bạn. Điều này càng nhắc nhở bạn phải làm việc thận trọng hơn, kẻo phải bỏ tiền túi ra khắc phục hậu quả. Tuổi này nên chú ý trong đầu tư, chớ nhẹ dạ cả tin, tin lời dụ dỗ, rủ rê của người khác. Việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, hạn chế tối đa những toan tính mạo hiểm, kẻo gây ra tán gia bại sản. Về gia đạo, có phần bất ổn, mâu thuẫn giữa các thành viên gia tăng khi vợ chồng xảy ra khúc mắc, cần hạ cái tôi của mình xuống, chớ để chuyện bé xé ra to. Giữa cha mẹ và con cái nên có sự trao đổi thường xuyên để không tạo thành khoảng cách về mặt thế hệ. Về sức khỏe, của nam mạng tuổi Kỷ Mùi cần được quan tâm chăm sóc cẩn thận hơn trong năm này.
chẳng những khó mà có được thể trạng sung sức như mong muốn, con giáp này còn dễ mắc các bệnh theo mùa, bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, việc đi lại xe cộ trong năm cần phải hết sức lưu ý giữ tỉnh táo khi tham gia giao thông để hạn chế tai nạn hoặc va chạm dẫn đến xô xát. Vào năm 48 tuổi, tức năm Đinh Mùi 2027, có thể thấy vận khí tuổi Kỷ Mùi trong năm này có hung cát vận may, tuy nhiên cần phải tự thân nỗ lực mới mong gặt hái được thành công. Trong năm còn có điềm báo tiểu nhân quấy phá, làm việc gì cũng không cẩn thận nhìn trước ngó sau. Về công việc, phương diện công danh sự nghiệp của đương số khi bước sang năm 2027 có tốt, có xấu. Các kế hoạch nhìn chung có tiến triển tốt, song vẫn khó tránh được những trục trặc nửa chừng. Điều kiện khách quan tác động, tiểu nhân vận khá vượng nên cần cẩn trọng khi hợp tác, kẻo bị lừa gạt, lợi dụng hoặc cướp đoạt công sức. Về tiền bạc tài chính, có phần dư giả hơn nhiều. Đối với người làm công ăn lương hay là làm ăn kinh doanh đều không cần phải lo về chuyện tiền bạc. Dù vậy, không thể chủ quan khi có sao hàng chủ hao tài chiếu mệnh. Việc làm ăn nên chú trọng tính an toàn, chớ theo cái lợi trước mắt mà mạo hiểm. Về tình duyên, các mối quan hệ về cơ bản rất hài hòa, song do bản mệnh có phần đa nghi hơn nên có thể là nguyên nhân gây khúc mắc trong gia đình. Đừng để những suy nghĩ chủ quan của bản thân phá hoại tình cảm. Về mặt sức khỏe, tuy rằng không vướng phải bệnh tật nghiêm trọng, nhưng thể trạng của bản mệnh cũng chưa thật sự sung sức như mong muốn. Đừng chủ quan với những tín hiệu bất thường có thể phát ra, cần hết sức chú ý giữ tỉnh táo để hạn chế va chạm gây tai nạn. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ che chở và phù hộ cho mình. Tùy thuộc vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh. Thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí, Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong 12 con giáp này, Phật bản mệnh của tuổi Kỷ Mùi chính là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai sẽ mang lại cho bạn sức mạnh của ánh sáng và tri thức, giúp bạn vượt qua mọi nỗi đau bi ai trong cuộc sống, nắm bắt được những nét tinh hoa của vạn vật, dũng cảm tiến lên phía trước để đến với chân trời của ánh sáng và niềm vui, cũng như được quý nhân phù trợ khiến cho sự nghiệp thành tựu, gây dựng được nghiệp lớn. Nhận được sự bảo hộ của Đại Nhật Như Lai, nếu người tuổi Kỷ Mùi mang theo bên người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ. Ngài sẽ chỉ đường, dẫn lối, vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Đại Nhật Như Lai dịch theo tiếng Phạn là Phật Maha Tỉa Lô Giá Na hay còn gọi là Phật Tỷ Lâu Giá Na. Biểu thị Phật Đà Từ Bi ban cho chúng sanh sự gia trì vô lượng, ánh sáng Phật giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu. Đối với vạn vật trên mặt đất được phủ chiếu bình đẳng, Ngài là bản tôn, đồng thời là vật căn bản tối thượng được mật giáo cung phụng. Như Lai Đại Nhật không chỉ là mật tôn mà còn là mấu chốt giáo lý của mật tôn. Đây là vị thần tượng trưng cho ánh sáng và trí tuệ. Trí tuệ của Ngài rọi sáng khắp nơi, khiến thiện căn chúng sinh mở ra Phật tính. Vì thế, Ngài có tên gọi là Đại Nhật với hàm ý là diệt trừ sự u tối, khai sáng chúng sinh. Người sinh năm 1979, mệnh hỏa thiên thượng hỏa, theo quy luật âm dương ngũ hành, ta có tương sinh với mệnh thổ, mệnh mộc, tương sinh với mệnh kim, mệnh thủy. Sinh năm 1979 hợp màu gì? Màu sắc hợp bao gồm màu bản mệnh là màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Màu tương sinh là màu xanh lá cây nõn chuối, thuộc hành mộc. Màu kỵ là màu đen, xanh nước biển, xanh dương, thuộc hành thủy. Màu sắc hợp tuổi không chỉ tốt cho tinh thần, sức khỏe của thân chủ mà còn mang tới nhiều vận may, cơ hội tốt.
Quý bạn có thể chọn màu xe, màu sơn nhà hợp mệnh để giúp đón nhận những điều tốt đẹp. Người sinh năm 1979 hợp con số nào? Nam hợp với số 134, nữ hợp với số 134. Quý bạn tuổi Kỷ Mùi có thể sử dụng con số may mắn ở trên để mua sim điện thoại phong thủy, mở tài khoản ngân hàng đều giúp kích lộc tài vận, đón vận may về, tiền bạc cuộc sống thuận lợi như ý. Người sinh năm 1979 hợp hướng nào? Với nam mạng, hướng hợp bao gồm đông, nam bắc, đông. Hướng không hợp bao gồm tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Với nữ mạng, hướng hợp bao gồm đông, nam bắc, đông. Hướng không hợp bao gồm tây, tây bắc, tây nam, đông bắc. Khi xây dựng nhà cửa, chuyển văn phòng làm việc, quý bạn nên chọn hướng hợp tuổi, như vậy sẽ giúp tăng sinh khí, mang tới vận may công việc thuận lợi, cuộc sống đón nhận nhiều niềm vui. Người sinh năm 1979 hợp tuổi nào? Với nam mạng, trong làm ăn hợp với canh thân, quý hợi, giáp tý. Trong lựa chọn vợ chồng hợp với canh thân, quý hợi, giáp tý, bính dần, mậu ngọ và đinh tỵ. Tuổi kỵ bao gồm tân dậu, đinh mão, mậu thìn, quý dậu, bính thìn, ất dậu. Với nữ mạng, trong làm ăn hợp với canh thân, quý hợi, giáp tý. Trong lựa chọn vợ chồng hợp với canh thân, quý hợi, giáp tý, bính dần, mậu ngọ và đinh tỵ. Tuổi kỵ bao gồm tân dậu, đinh mão, mậu thìn, quý dậu, bính thìn và ất mão. Xem tuổi vợ chồng, tuổi làm ăn để chọn bạn đời, đối tác làm ăn phù hợp. Tuy vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là cách đối nhân xử thế của con người để chiêu vượng tài lộc, vận may tiền bạc. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình, tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 mệnh hỏa nên chọn mặt Phật làm từ đá màu đỏ thuộc hành hỏa là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá thạch anh xanh thuộc hành mộc, bởi vì mộc sinh hỏa cũng rất tốt cho bản mệnh. Quý vị thân mến, cuộc đời con người dù đầy đủ phước báo đến đâu cũng đều chịu cảnh khổ của sinh lão bệnh tử. Vậy mà chúng ta luôn mải mê với trần cảnh, với những huyễn hoại biến hóa của cuộc sống vô thường. Từ đó sinh ra bao khổ đau, ưu tư, sầu não, khổ mà còn không nhận ra mình khổ, để vô minh mãi che lấp lối về. Chúng ta à, có chút thời gian đừng mãi chạy quanh tìm kiếm nữa, hãy dừng lại đi mà ngắm cho kỹ cuộc đời, để thấy cuộc đời vốn dĩ chỉ là bể phù vân, sớm nở chóng tàn. Mau học điều lành cho cuộc đời bớt khổ, mau tránh điều dữ cho đời bớt đau thương, đừng lên đền nữa, chẳng uổng phí lắm thay một kiếp làm người. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video ngày hôm nay. Mọi thông tin cần tư vấn và giải đáp, quý vị vui lòng gửi đến ban biên tập chương trình bằng cách comment xuống bên dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký miễn phí kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ Phú Quý Phát Tài quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.